Xin chào bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay ra ngoài công ty thì có hai bác gọi điện thoại cho mình. Bác đầu tiên hỏi là: Hoàng ơi, thì hôm trước đó, bò vẫn đang ăn uống bình thường, khai thác sữa bình thường, mà hôm sau lại sản lượng sữa tụt rất là nhanh, và thậm chí là không bắt được sữa nữa, thân nhiệt con bò nó tụt. Một bác nữa hỏi là bò mẹ nhà bác vừa đẻ hôm qua, thì hôm nay tự nhiên là bò sốt, làm liệt, run rẩy và thân nhiệt cũng bị tụt. Đối với hai cái trường hợp trên thì tôi có thể khẳng định đó, đây là bò bị sốt sữa. Bệnh này thường xảy ra đối với bò cái khi đẻ do giảm cái hàm lượng canxi trong máu. Nguyên nhân là do không cung cấp đủ lượng canxi trong cái khẩu phần, hoặc là bò không hấp thu được cái lượng canxi cần thiết cho cơ thể. Để phòng bệnh này á, thì chúng ta phải bổ sung canxi, phốt pho, khoáng trong cái khẩu phần. Nhất là bò đôi nhốt thì cần bổ sung vitamin D. Đối với ở Việt Nam á, thì vào mùa đông, cỏ thường phát triển rất là kém. Thức ăn chủ yếu là cỏ ủ, rơm, mà thức ăn xanh trong cái khẩu phần của bò lại ít. Vì vậy là dẫn đến bò thiếu rất nhiều các loại khoáng và vitamin. Thì đối với cái phòng bệnh nhá, thì chia sẻ bác là chúng ta nên bổ sung thêm đá liếm, canxi bo. Thì hiện nay HLT đang cung cấp những dòng sản phẩm này. Nhất là trong cái dòng sản phẩm canxi bo thì chứa rất nhiều các loại vitamin ADE, các loại khoáng đa vi lượng và các loại lấm men, giúp bò hấp thu đầy đủ các loại khoáng chất và vitamin, và giúp bò ăn ngon miệng hơn, ham ăn hơn và tiêu hóa sẽ tốt hơn. Thì để điều trị cái bệnh sốt sữa này á, thì chúng ta phải hướng đến việc khôi phục cái nồng độ canxi huyết thanh bình thường càng sớm càng tốt, để tránh cái trường hợp đó là tổn thương cơ này, dây thần kinh và dẫn đến con bò nó nằm ngửa. Đối với bệnh này thì điều trị cũng khá là dễ thôi bác. Nếu mà các bác gặp cái trường hợp này thì các bác sẽ truyền cái tĩnh mạch chậm calcium glucolate. Các bác có thể dùng cái dòng sản phẩm Camason 440 của Hà Lan. Thì với liều lượng đó là từ 20 đến 30 ml trên 50 gram thể trọng. Hoặc các bác có thể là sử dụng cái Cofa calcium của Cofavet của Pháp đó các bác. Kết hợp với lại các bác tiêm đó là canxi magie từ 5 đến 10 ml trên 10 kg thể trọng. Nếu mà giả sử như các bác mà phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sau khi truyền khoảng 30 phút sau thì con bò có thể là đứng dậy được rồi. Còn cố gắng là các bác tiêm và truyền đâu đó rời tầm khoảng từ 2 đến 3 ngày thì nó sẽ giúp cho con bò nó hồi phục lại một cách nhanh nhất các bác nhé. Đó, thì trên đây mình vừa chia sẻ với các bác về cái bệnh đó là tụt canxi cấp, hay là người ta gọi là bệnh sốt sữa, hoặc là người ta thường gọi đó là bệnh bại liệt trước và sau khi sinh đâu các bác. Thì các bác có thể là tham khảo nha các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành. Xin cảm ơn toàn thể các bác.